Hải Đăng Đại Lãnh nằm trên mũi Đại Lãnh, một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển, là một trong những điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền tại Việt Nam. Đây là ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Tháp đèn hải đăng là một khối hình trụ, thon đều với nước sơn màu xám xanh, chiều cao 110m so với mặt nước biển và có thể phát tín hiệu ánh sáng đi xa đến 27 hải lý, tức là khoảng 40 km. Hải đăng Đại Lãnh giữ nhiệm vụ quan trọng trong việc điều hướng tàu bè qua lại trên khu vực này. Không chỉ bởi ý nghĩa đặc biệt về giá trị địa lý, mà không gian xanh mát xung quanh cũng là lý do Hải đăng Đại Lãnh là điểm đến lý tưởng của mỗi du khách. Để đến được nơi đây, chúng ta có thể di chuyển dọc theo cung đường biển dài gần 30 km, từ thành phố Tuy Hòa tới tận chân đèo Cả, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ. Tuy nhiên, vào buổi sáng sớm và chiều muộn, đặc biệt trong những ngày biển động, trên cung đường này thường xuyên có gió mạnh, du khách nên cẩn thận, nhất là tại các khúc cua. Từ khu vực gửi xe, sau một quãng đường leo bộ khoảng 1 km, toàn cảnh thiên nhiên đẹp lộng lẫy như được thu gọn vào trong tầm mắt. Xung quanh là dãy núi cao dựng thẳng đứng xuống mặt biển, phía dưới là những đợt sóng dữ dằn đánh vào vách đá. Bởi vậy, nơi này luôn vang tiếng sóng reo bất kể ngày đêm. Đứng giữa một bên là vách núi dựng đứng chênh vênh, một bên là biển cả bao la vô tận. Từng cơn gió mát rượi thổi lên cao, mang theo hương vị biển mặn mòi, khiến ta càng muốn hít thở thật sâu để tận hưởng trọn vẹn không gian trong trẻo này. Sau gần 130 năm lịch sử, giữa sóng gió khắc nghiệt và chiến tranh tàn phá, ngọn hải đăng cổ kính này trở thành một chứng nhân của thăng trầm lịch sử và là mắt biển dẫn đường cho tàu thuyền ra vào hoạt động tại vịnh Vũng Rô. Với những ý nghĩa đó, nơi đây trở thành một điểm đến không thể bỏ qua của mảnh đất Phú Yên thơ mộng.